Rồi chào anh em, thì hôm nay là có một chiếc xe anh này ở Phú Quốc, là ảnh đang hiện đang ở Phú Quốc luôn. Thì ảnh mua xe bên mình, rồi nhờ mình bấm biển số cho ảnh. Hình sau mình bấm biển số cũng ra số cũng nhìn cũng được được. Đó, 32325. Rồi thì ảnh thêm một cái yêu cầu nữa là độ nguyên chiếc cho ảnh luôn. Đó, xong vô full đồ chơi hết, rồi gửi toàn bộ về Phú Quốc cho ảnh. Đó, thì tới cảm ơn anh đã tin tưởng, là ảnh cũng mặc dù nói chuyện với nhau qua mạng thôi mà ảnh cũng chuyển đủ tiền hết đầy đủ luôn. Đó, rồi ok, thì đây đó, biển số mình bấm đây cũng bàn tay hơi vàng vàng, bấm ra được cái biển số như vậy. Ok, thì đây là chiếc xe thùng rồi, không nói nữa đi. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần đồ chơi, rồi xong rồi mình quay cái ảnh ráp cho anh em coi luôn. Rồi ok, thì đồ chơi gồm có những gì? Đầu tiên là cặp tay cọt xa, đó, trái phải, phải 19, trái 16, đó như anh em cũng đã thấy rồi. Đó, thì cái tay cọt xa nè, nó có đây, nó có ba chế độ tăng chỉnh. Thì bên mình á, anh em mình đa số là mình sẽ để chữ S là chế độ Sport. Đó, thì nó bóp nó sẽ là vừa nhạy mà nó vừa dịu nhất. Rồi ok, thì cặp tay cọt xa thì anh em cũng đã biết rồi. Đây, một cặp của nó. À, rồi tiếp theo là hai heo trước billet. Mình nói về giá cặp tay luôn, cặp tay bữa nay là giá nó khoảng là một bên là khoảng 7,5 triệu nha anh em. Rồi heo billet trước sau thì heo trước là khoảng là 12, heo sau là khoảng là 11,5 triệu. Đó, đây hai con trước sau, trước thì sử dụng là 4 bit đối xứng, sau là sử dụng 2 bit làm cái thế bass là quay ngược xuống như vậy. Trước thì để như vậy, sau thì sẽ là để như vậy. Đó, thì đi kèm với đó thì phải có hai cái bass CNC. Đây, bộ bass CNC bên mình local brand, nhãn hiệu con gà ú, bữa giờ mình cũng có quảng cáo cho anh em xem nhiều rồi. Thì chất lượng si là đảm bảo là sắc nét và gắn như zin, không có chế cháo hay là khoan khủng thêm bất cứ cái gì hết. Đây, logo của bên mình TD là tâm đắc nha anh em. Đó, rồi tiếp theo tới cái mục dây dầu thì là dây dầu heo bấm vào đầu ơ. Đó, đây là dây trước và dây sau. Thì cái dây trước dây sau này á, nó sẽ chút nữa gắn lên xe thì anh em sẽ thấy là nó gắn cái thế như thế nào. Đó, toàn bộ là hàng chính hãng hết, đầy đủ nem tác. Đó, đầu cũng là đầu của chính hãng luôn. Đây anh em thấy không? Đó, với cái cục mà gắn ABS nó cũng là để đóng chữ heo vậy. Thì toàn bộ mình sử dụng là phải là đồ chính hãng hết là đương nhiên rồi. Rồi tiếp theo thì là phải có hai cọng dây dầu ABS. Ủa sao đây có con cọng à? Rồi, hai cọng dây dầu nha anh em. Đó, hai cọng này nó sẽ đi cái từ tay thắng xuống cái cục ABS để ngay giữa cái mặt nạ của xe, rồi từ cục ABS đó mới là đi hai cái cọng dây dầu này xuống hai con heo. Đó, rồi tiếp theo thì là cụm tăng domino đen, hai dây ga rất thích hợp cho anh em sử dụng xe tay ga và các dòng xe tay ga. Và đặc biệt là nếu mà anh em gắn cụm tăng này nè thì anh em phải đi cái ống ga mà dài đó, chứ nếu mà đi cái nó đang setting gắn sẵn ở trong cái cụm á, thì cái đó nó cái ống ga nó rất là ngắn, thì là cái lực xe của anh em sẽ không có chạy hết cái lực xe của mình được. Rồi tiếp theo kiến gù CRG chính hãng made in USA. Đây đó, bên mình là cái nào chính hãng là mình nói chính hãng nha anh em. Rồi đó, và đặc biệt là bên mình là có những một số món thì mình không có bán đồ fake. Tiếp theo là cặp gù Rizoma. Đây, cặp gù Rizoma. Rồi, mình cũng khui hộp luôn. Đây, hộp là chưa khui nha anh em. Đó, Rizoma chính hãng thì bữa nay là khoảng giá là khoảng 1,7 triệu một cặp. Đó, nó có màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu vàng. Thì ở đây là sử dụng cặp gù màu đen. Rồi đây là gù Rizoma chính hãng. Đó, đây logo. Đó, thì muốn anh em mà muốn phân biệt hàng chính hãng và hàng ấy thì nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản luôn anh em. Đó, thì những cái mẫu mới sau này nè thì Việt Nam mình chắc chắn là không có đồ phát rồi, nên anh em cứ yên tâm mà sử dụng. Thì đầy cái hàng Rizoma của ý á, nên là nó rất là đi sâu vô cái yếu tố người tiêu dùng. Thì đây anh em thấy không, nó cho anh em full ốc tán cao su luôn. Đó, đây một bịch chính hãng đóng thì mạc Rizoma luôn, thì anh em có thể gắn bất cứ cái loại xe nào mà anh em thích. Rồi tiếp theo
Bofrost. Đây, Bofrost 211 dành cho SH 300i. Dành cho SH 350 thì đi theo kèm với nó là một cái bộ cổ bass. Thì 211 cái tiếng nó rất là trầm ấm và nó không gây khó chịu cho những người xung quanh, mà đặc biệt là chủ xe chạy nghe cái tiếng nó cũng phê nữa. Ok. Đây, còn đây là bộ cổ bass dành cho SH 350. Đó, anh em thấy đây có cái sensor nè để gắn cái cảm biến vô đây. Đó, những cái đường cong uốn bên mình thì anh em cũng đã thấy rồi, nó không có mớp. Đó, không có mớp nha anh em, thì là hơi ra nó sẽ thông thoáng đầy đủ. Đó, rồi tiếp theo bô thì ra cái hơi ra nhiều thì phải có cái gió vô phải nhiều. Thì đó, tiếp theo giới thiệu anh em cái lọc gió. Đây, lọc gió này xài rất là tốt, giá chỉ có 500 ngàn thôi. Đặc biệt là anh em vệ sinh sử dụng lại được. Lưới này là lưới thép. Đó, lưới này là lưới thép và mình cũng đã vô cái dầu lọc gió của KN rồi. Đó, chỉ có 500 ngàn thôi. Và đặc biệt là gắn vô 350 là không có phải chế cháo gì hết. Những cái lỗ này nè là bắt thẳng vô đúng của 350. Thì anh em mà mua về dù anh em ở tỉnh xa thì anh em mua về anh em cũng có thể tự lắp được, không cần phải đi ra thợ. Rồi. nắp nhớt Valet Moto Made in Italy, sử dụng lọc giác để mở, và đặc biệt của nó là sử dụng lọc giác để mở nên là nó không có nhiều khi anh em ra đường bị người ta không có mở, tự tiện mở cái nắp nhớt của anh em được. Đó, rất là xịn, nó chỉ có giá là 800 ngàn thôi. Rồi tiếp theo cặp đĩa Bracken. Đó, cặp đĩa Bracken S3 dành đúng cho SH 350 thì cái size trước của nó là 260. Đây, full hộp luôn. Đây, cái size trước của nó là 260. Đó, 6 lỗ đúng của 350, không có hạn chế cháo gì hết. Rồi, đằng sau của nó là một cặp đồng trạng luôn, thì cái đằng sau là 240. À, đây mình cũng giới thiệu với anh em luôn là nó đề hợp, nó là đầy đủ tem phiếu xuất xưởng. Hai cái này là hai cái logo tem để anh em dán lên xe nha. Và đây nó cũng ghi đây Made in Italy. Đó, đây trước và sau, trước 260, sau 240. Đó, một cặp đồng trạng cùng loại bông thì nó là một cặp đi chung với nhau mà. Ok, thì tiếp theo là cái món hàng hot mà bữa giờ rất nhiều anh em tin dùng, dù là xe có độ hay không độ, thì đó là cái cản Zinbad dành mẫu Ý dành cho SH 350. Đây là cái cản Zin, cái cản Zinbad thì là chất liệu là làm bằng nhôm và nó có hai màu là màu đen và màu bạc. Đó, thì là nó là như zin luôn anh em ạ. Nên là anh em không có sợ phải chế cháo hay gì hết, đặc biệt là nó gắn cho SH 150 2020 được luôn. Rồi đây sẽ mình sẽ quay cái cản zin cho anh em thấy. Đây, cái cản zin đây. Đây là cái cản zin. Đó, thì anh em thấy không? Cản zin thì nó hơi cục đuôi. Thì đó, này mình ráp vô, nó bự, nó phành ra và nó dễ dắt xe hơn nữa. Dạ, thì thay vì đi cái vỏ zin của Messerschmitt theo xe, trước của châu Âu, sau thì của China, thì đây thay một cặp của Michelin City Rip của châu Âu luôn, đúng size 350. Đây mình sẽ khui cặp vỏ luôn. Đó. Phần nữa là tại vì cái clip này á là sẽ gửi đến cái anh Tinh Tùng ở Phú Quốc, thì là để cho ảnh là chắc chắn, để cho ảnh yên tâm là tất cả những gì mình gắn cho ảnh là đồ mới hết. Rồi. Đây, khui vỏ luôn. Và đặc biệt cái này gọi là City Rip 2 nha anh em. Là cái dòng mới nhất của nhà City Rip. Đó, này trước giờ khoảng 10 năm nay thì chỉ có là City Rip thôi. Đó, còn bây giờ nó đã ra City Rip 2 rồi, thì cái gai nó sẽ nhìn đẹp và chắc chắn hơn cái gai của City Rip 1. Đó, khúc này có gì em lồng hình cái City Rip 1 vô. Rồi ok, một cặp trước sau. Trước 110 70 16, sau 130 70 16. Thì anh em nào mà đang sở hữu cái dòng xe 350 á thì anh em cứ coi cái size zin của mình, nó đúng y chang cái size này luôn. Nên anh em đừng, tại vì mình cũng hiểu tâm lý nhiều anh em mua đồ trên mạng hoặc là ở xa thì
có rất nhiều là có rất là nhiều câu hỏi đặt đến mình là đúng sai viên ông anh này cái nọ thì đây đó, trước là 110 70 16, sau là 130 70 16, thì anh em cứ coi coi trên xe của mình là y chang cái thông số này, nên anh em cứ mua một cặp này về là đảm bảo với anh em là gắn vô đúng size của SH 300 và 350. Rồi ngoài ra cái vỏ này nó cũng có size dành riêng cho SH 150 các đời luôn nha, toàn bộ các đời SH 150 đều chỉ có một size vỏ thôi. Và airbag các dòng xe bánh 14 airbag trước 90 sau 100, và các dòng xe Vespa trước 101 sau 102 hoặc là trước 102 sau 103 nó đều có cái dòng Michelin City Rip 2 này hết. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ráp toàn bộ những cái món này lên xe cho anh Tùng, và sau khi hoàn thiện thì mình sẽ quay thêm một cái clip review nữa. Chưa kể toàn bộ ốc sử dụng là ốc titan màu vàng nha anh em, đây lấy cái này đó, toàn bộ ốc sử dụng là titan vàng theo đúng ý ảnh, tại vì ảnh muốn là sử dụng ốc titan vàng đó thì nó sẽ đánh nổi bật cái xe lên đó. Cái ốc titan bên mình á thì đảm bảo cho anh em là bền màu và nó đúng titan. Cái đặc biệt hơn nữa là nếu mà anh em có xuống màu á thì bên mình có nhận tẩy ra và lên màu mới lại cho toàn bộ anh em sử dụng ốc bên mình. Và ốc bên mình thì nó có rất là nhiều size, đáp ứng đủ mọi cái nhu cầu kích thước của anh em muốn sử dụng, nên là anh em có nhu cầu về ốc titan thì cứ liên hệ với bên mình đó. Ok, màu vàng nha anh em, nguyên bộ này là sẽ gắn vô xe cho anh Tùng ở Phú Quốc. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp lên xe. Rồi trời, đèn chói quá. Rồi chào anh em, thì đây mình đã ra nãy giờ từ trưa đến chiều rồi thì mình cũng đã ráp được lên sơ bộ rồi anh em đó. Thì mình nãy giờ nguyên clip của mình thì mình lại quên giới thiệu với anh em cặp phục. Đây, cặp phục Olin HO817 đã độ thêm hai cái HPA để tăng chỉnh lò xo. Đó, dán hai cái tem của Olin Thụy Điển luôn cho nó lạ. Rồi ok, thì cặp phục này bữa nay thì giá nó hơi cao thì anh em cũng biết rồi. Đó, thêm hai cái đồ tăng chỉnh HPA nữa thì bữa nay cặp phục này nó tầm khoảng 25 triệu rồi anh em. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ gắn vô xe luôn. Đó. Anh Lắm ơi, anh Lắm gắn em cặp phục trước cái anh Lắm. Rồi thì trong thời gian đợi lắp phục thì mình sẽ sơ bộ một số món đồ cho anh em thấy. Đây, heo Rambo đã gắn vô rồi đó, bát nhãn hiệu con Tâm Đắc, con gà ú của bên mình. Rồi dây dầu heo đầu ệt đĩa Gelfer, vỏ Michelin City Rip 2. Rồi anh em thấy không, ốc thì đi full ốc titan vàng như hồi nãy mình đã quảng cáo đó. Rồi đây, đường dầu vô đây. Ok, rồi tới phần trước. Cặp tay Rambo khi gắn lên xe đó, nào giờ là anh em thấy mình che đây thì anh em thấy cái mép ngoài thôi, còn giờ là lên xe nếu mà mở ra thì anh em sẽ thấy như vậy đó. Thì có hai cái cọng dây, hai cọng ABS để mình lấy hai cọng ở đây. Thì mình có nói là dây dầu là tổng cộng là 4 sợi, 2 sợi xuống heo, 2 sợi từ tay thắng xuống ABS. Thì đây là cái cọng để xuống ABS đây. Thì đây anh em, đây mình chỉ anh em cái cục ABS này đó, cục ABS nó nằm đây. Thì đầu tiên mình sẽ gắn vô đây rồi mình thòng xuống đây đó, hai cộng là hai bên. Rồi từ đây, từ cục ABS này mới là chia ra, anh em thấy không đó, lại phải thêm 2 sợi dây dầu từ đây xuống dưới hai con heo nữa đó. Đây là cái tai billet khi mà gắn lên xe hoàn thiện như thế này đó, nó là như vậy. Nào giờ nó nằm ở trong cái phần đầu mũ không à. Rồi ok, rồi em nhích qua đây tới dàn đi trước. Rồi ok, thì thêm một cái nữa là khi mà mình thay heo thay đĩa thì mình đảm bảo và chắc chắn cho anh em một cái là mình không ảnh hưởng tới ABS, mọi chức năng ABS vẫn hoạt động bình thường và thậm chí là ngon hơn zin đó. Thì bữa giờ làm clip nhiều cũng có một số anh em nói là không có cái thắng nào ngon bằng thắng zin hết đó, thì mình cũng buồn lắm đó. Thì có lẽ là sắp tới mình, tại vì thật sự là bữa giờ mình cũng quá bận nên mình không có thời gian mình rep hết từng cái comment của anh em đó. Thì cũng như là chứng minh, là một cái clip chứng minh cho anh em thấy là cái độ, cái lực thắng của thằng Rambo heo đĩa tai thắng Rambo nó tốt hơn zin đó. Thì
hẹn anh em vào có thể là vài ngày nữa thì mình sẽ làm một cái clip đó, thì nó cũng như là cái chuyện mà lấy cái xe hơi test thắng thôi anh em. Đó thì cái sẽ vạch để, vạch có sẽ vạch trên đường rồi mình sẽ bóp thắng thử ở cái vận tốc như nhau để coi cái xe nào thuận lại trước đó, và cái test luôn cái ABS của trên chiếc xe, một chiếc xe Zin và một chiếc xe gắn đồ chơi Rambo này nọ, tay thắng heo dĩa này nọ đó, sẽ gửi tới anh em một clip để mình chứng minh là đồ của Rambo thì nó đương nhiên nó phải tốt hơn cái đồ Zin rồi. Ok đó, rồi thì đây cái dàn heo đĩa trước, rồi nhãn hiệu con gà ú, một lần nữa chắp cánh ước mơ cho tất cả anh em biker Việt Nam đắt cơm. Đây thì đầu heo đầu ệt cắm thẳng vô luôn đó, con hốc gió thì mình ở đây thì mình dời xuống đây để mình cắm thẳng vô giày. Đây anh em thấy không, mũi tên chĩa lên đúng con heo dành cho bên trái nha anh em. Đó, lòng ABS thì mình đã xi đen lại rồi đó, cái đĩa racking nè, đó chưa thắng bởi vậy nó trắng bóc rồi, chút nữa mình canh dầu đó anh em thấy không, quay bánh là nhẹ nhàng đó, chớn đồ đàng hoàng, ai đâu mà làm mà cạ. Rồi anh em kêu không ngon rồi phải chế cháo này nọ bậy bạ, chơi xe mà chế cháo là chuyện của 10 năm trước anh em, còn bữa nay bất cứ một cái xe nào cũng sẵn sàng có rất là nhiều đồ plug and play hết đó, quất vô là chơi thôi anh em ơi, chứ không có cắt chế ổ ABCD lung tung nữa đó. Đôi khi mình phải mở mang tầm mắt chứ mình đừng có mang cái tư tưởng cũ của thập kỷ trước rồi mình nói là giờ đổ xe là phải chế cháo rồi hả, gây hại mất Zin này nọ, không có đâu, phải ngon hơn Zin người ta mới làm và làm nhiều đó, chứ không phải là ra đường anh em cũng thấy giờ chơi xe nhiều lắm chứ không phải nhiều xưa đó. Ok thì mình tâm sự đôi lời chút vậy thôi đó. Thì đương nhiên là mình mới gắn bánh vô, mình chưa gắn dè nên anh em thấy đây nó hơi ấy rồi đó, cái đường ABS nè đó, cái đường dầu nè từ ABS xuống con heo trước nè đó, anh em thấy không. Rồi ok ok anh em, thì bây giờ sẽ ráp hoàn thiện luôn rồi làm một cái clip review rồi để tính toán coi không biết có đi Phú Quốc giao chảnh được hay không nữa, hay là phải gửi cho nhà xe nữa đó. Rồi phụ cũng gắn sắp xong rồi, thì anh em sẵn anh em xem luôn đi đó. Hai cái HVA này để chỉnh lò xo nè anh em, đó tăng giảm. Cái HVA này để làm gì, thay vì anh em là chọt cái tool cái cây vô để anh em dặn từ từ để ép lò xo xuống, thì cái HVA này nè anh em dặn nè, đó từ từ nè anh em thấy cái chỗ này nó nhả ra không, ngay chỗ này nè đó, nó sẽ ép cái lò xo xuống anh em. Còn khi nào mà mình muốn tăng nó lên thì mình đưa thì mình dặn ngược lại đó, nó sẽ tăng lên lại. Rồi ok, rồi mình sẽ gắn thêm một số đồ nữa vô đi rồi mình sẽ gửi tới anh em clip tổng thể luôn. Rồi cảm ơn anh em. Rồi chào anh em, thì sau khi cái mình lắp ráp giới thiệu đồ và lắp ráp thì bây giờ là đã xong rồi đó, thì thật sự cũng rất là buồn tại vì đáng lẽ là mình không có quay review chiếc xe này ở ở đây đâu, ở Sài Gòn đâu đó, xe này là mình tính là quay review ở Phú Quốc luôn, tại vì anh chủ xe là anh ở Phú Quốc rồi, ảnh gửi tiền, ảnh vừa mua xe bên mình vừa muốn mình độ hết full đồ chơi lấy biển số giùm ảnh luôn đó, rồi gửi nguyên chiếc về Phú Quốc cho ảnh, tại ảnh đang ở ngoài có việc đó. Thì nếu mà theo dự kiến thì là mình sẽ đi Phú Quốc giao cho ảnh, ảnh cũng muốn là mình ra Phú Quốc giao xe rồi làm review ngoài luôn đó, nhưng mà bây giờ thì dịch quá cộng với lại đi lại cũng khó khăn nên là thôi hai anh em quyết định là thôi gửi xe về cho ảnh rồi hai anh em gặp nhau sau đó. Thì lần đầu tiên cũng cảm ơn anh là đã tin tưởng và ủng hộ bên em đó, dù là hai người xa lạ mà anh gửi tiền qua mua xe rồi full đồ luôn, giao hết toàn bộ cho em luôn. Rồi em cũng xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi ok thì bây giờ vô chiếc xe đó, xe này nhìn quen mà không quen, nhìn lạ mà cũng không lạ nha anh em. Thì đầu tiên tay thắng cọt xa thì như hôm bữa giờ mình đã giới thiệu với anh em rồi đó, cờ ý lên đây rất là lung linh, lực thắng thì rất là ngon đó, không có gì để chê hết. Gù Rizoma chính hãng CNC nguyên khối màu đen Made in Italy. Đây Made in Italy, gù của Rizoma nha anh em. Thì cái giá của nó là khoảng 1 triệu mấy một cặp, lượng 1.6 triệu, 1.7 triệu tùy loại đó. Thì rồi ok, ý nè rồi giờ tới Domino cũng ý luôn đó. Thì cái Domino này là cái cụm tăng 2 dây ga
made in Italy thì màu đen, nó có hai màu là màu đen với màu vàng. Thì dĩ nhiên là vô chiếc xe này thì hả, mình thấy màu đen hợp lý hơn nên mình sẽ sử dụng màu đen. Đó, xe xám đen thì nên là dùng hai cái sợi dây ga cũng là hả màu đen luôn. Là xài lại hai sợi dây ga zin nha anh em. Đó, thì cho nó zin nó tiệp màu. Rồi ok. Mạch tăng sáng đã gắn tích hợp xong rồi. Đó, chỉ cần hả đè mở lên. Đây. Đè đã mở lên, thấy không? Đè vắt xin là tắt lại. Rồi đè vắt xin là mở đèn lên. Đè vắt xin rồi nó tắt lại. Đó, nó rất là tiện. Và vắt xin đồ này nọ pha cốt đó, nó bình thường nha anh em. Đó, khi sau khi đã mở đèn thì mở pha cốt hay là vắt xin là bình thường. Rồi thì cái mạch đèn này thì là gắn vô là không có chế cháo gì hết. Nó có mạch nó nằm trong đây thôi. Đó, câu mấy sợi dây lấy mấy gỡ dắt điện ra xong ghim nó vô. Lấy thế là xong, không có cắt chế hay bất cứ cọng dây nào của điện zin mình hết. Thì năm nay là 2021 rồi mà đâu có ai mà chế độ chế kiểu đó nữa đâu. Đó. Rồi thì đương nhiên rồi, tay phải Rambo cọt xa thì tay trái cũng phải là Rambo cọt xa luôn. Thật sự là mình rất là hài lòng về cái cặp thắng này. Đó, bữa giờ cái giá của nó thì vừa túi tiền, phù hợp với nhiều người và đặc biệt là cái lực thắng của nó rất là xài rất là tốt. Hai cái tay này mỏng nhẹ nữa. Đó, thanh mảnh nữa. Mình rất là thích cái tay này luôn á. Rồi. Thì đây kiến gù CRG full đồ hiệu thì đương nhiên cái kiến cũng phải là kiến hàng xịn nha anh em. Đó, kiến CRG của Mỹ giá là 3,2 triệu. Thì nhiều anh em thắc mắc là sao thấy cái kiến này ngoài đường ta gắn cũng nhiều mà có mấy trăm ngàn mà ở đây mình giới thiệu 3,2 triệu. Thì mình cũng nói thật với anh em luôn, cái ngoài đường mà mấy trăm ngàn, 200-300 ngàn đó là đồ nhái nha anh em. Còn đây là đồ chính hãng. Đó, khách nào có nhu cầu chơi đồ chính hãng thì đương nhiên là mình phải cung cấp đồ chính hãng. Và cái mẫu ở ngoài đường là đó, là nó phát của từ cái mẫu này luôn. Rồi ok, lên tới dàn đĩa trước, dàn chân trước chứ. Đó, thì sở hữu cặp bánh Michelin City Rip 2. Thì City Rip thì anh em cũng đã biết rồi. Đó, bữa giờ là bên mình là tay ga thì bên mình rất là thích sử dụng cái dòng vỏ này. Bởi vì nó vừa bám đường, leo lề tốt, bám đường mà đường trơn, mưa, đồ này nọ chạy tự tin lắm, không có sợ gì hết á. Giá của nó là khoảng 3,6 triệu, 3,7 triệu tùy size. Đó, như thí dụ nếu mà 300i đi thì nó là 3,8 triệu. Rồi, lồng ABS thì mình đã nhuộm màu đen lại rồi cho nó phù hợp với lại cái mâm, là cái bên đây là cái bài của bên mình. Đó, bởi vì anh em thấy bên mình dọn xe ra xe nào cũng nhuộm lồng ABS đen hết đó. Nó giống như một cái điểm nhấn vậy anh em. Thay vì để cái lồng ABS zin. Đó, đĩa thì đĩa Rambo S3 Made in Italy đây. Đĩa Breaking S3. Đọc lộn quá, đọc bậy luôn. S3 Made in Italy, sử dụng toàn bộ full ốc titan màu vàng theo cái ý thích của chủ xe. Thì bữa giờ anh em coi review bên mình cũng thấy rồi. Người thì thích ốc titan xanh, người thì thích ốc titan trắng, người thì thích ốc inox, người thì thích ốc titan vàng. Thì đây là mình đang sở hữu là ốc titan vàng. Nó full size dành cho mọi địa hình, mọi thế, mọi góc độ mà anh em muốn gắn ốc. Đó, heo Rambo trước, 4 bit đối xứng, Rambo billet, dây heo bấm đầu ơ. Đó, đầu ơ này là sử dụng đầu xanh đỏ, chứ mấy chiếc trước thì xài đầu là đỏ đen. Thì màu xanh này thì mình cũng thấy nó sẽ sáng cái xe lên, nó cũng như cái điểm nhấn vậy đó. Heo Rambo billet thì cho cái lực thắng là quá tuyệt vời rồi. Giá của nó bữa nay là khoảng 12 triệu nha anh em. Ok, thì cái xe trải dài tới sau. Trong đây thì mình đã thay lọc gió rồi. Đó, lọc gió chỉ có 500 ngàn thôi, nhưng mà nó anh em nào gắn bô mà thay lọc gió là xe nó mạnh, nó nhẹ hơn hẳn liền rồi. Đó, bởi vậy anh em nào qua thì mình cũng thấy anh em mà gắn bô thì mình cũng khuyên là nên lên lọc gió. Xe này thì đây anh em, cho anh em xem luôn. Mới có 54 cây à. Mà 54 km này là toàn bộ là mình chạy nè. Đó, là mình đi xét xe rồi mình đi thử xe cho ảnh. Đó, xe 54 cây nên là nồi là đương nhiên là không có làm tới rồi. Nồi là chưa bung, chưa đụng tới, không có gì phải làm nồi ở cái tầm này hết. Nhiều anh em mua xe về xách xe đi làm nồi liền. Đó, thì mình nói thật, mình không có hoan nghênh cái chuyện như vậy. Đó, mặc dù biết là làm nồi thì có tiền á, nhưng mà anh em biết sao không? Cái máy của mình nó chưa có đều mà anh em đã thay đổi nó rồi, thay đổi nó để tăng gia tốc lên, thì mình thấy cái chuyện đó nó không có hợp lý cho lắm. Và thực sự ra mà nói thì trước bây giờ mình cũng đã từng thử rồi. Đó, là cũng có người thấy người ta đi mua xe về làm nồi liền, làm máy liền. Mình cũng thử mà
nói thật với anh em, mua cái xe đập thùng về làm nồi liền chạy rất là dở đó. Mình cảm giác như là cái máy móc nó chưa có đều á anh em, nó chưa có đều nhớt nhau rồi này, xăng cộ rồi này nọ, rồi đồ toàn bộ đồ mới hết á, kiểu như nó còn bót quá hay sao á đó. Nó mình cảm thấy cái xe nó nặng lắm. Mình vào vặn làm, tuy là làm nồi mà vặn ra nó đi không có ngon bằng cái xe mà đã chạy rồ đai đàng hoàng 1000 cây số rồi, rồi sau đó mới làm, muốn làm gì làm, nó làm nồi này nọ thì lúc đó cái máy nó rồ đai rồi, nó nhẹ rồi thì anh em muốn làm gì anh em làm đó. Lúc đó thì cái thời điểm đó mới là cái thời điểm thích hợp. Rồi ok, tiếp theo mình cũng xin khoe với anh em một cái món đồ độ mà mình rất là tâm đắc ở trên cái bảng số này, ở trên cái xe này, đó là cái bảng số. Không, bạn cameraman này không hiểu nên tính quay cái cản, nhưng mà đây giới thiệu với anh em luôn, biển số này là mình bấm nha anh em, bàn tay vàng nha anh em, đó, bàn tay vàng trong làng bấm xe bấm số giùm nha, đó, 32325 cặp tiếng đẹp, trời ơi số này mình bấm nha anh em. Đó, đi bấm giùm cho ảnh luôn cũng hên á, chứ mà không biết ra số 66 chắc ảnh để xe tặng mình luôn quá. Rồi ok, tiếp theo là tới cặp ô liền. Thì phục sau ô liền mã là HO847 thì anh em cũng đã biết rồi. O817 thì anh em cũng đã biết rồi. Đó, nó dành riêng cho SH300 và 350. Thì có các rebound tăng chỉnh và đặc biệt là ở đây nè anh em. Giá phục hôm nay thì khoảng 21 triệu thì ông nói đi. Độ thêm hai cái HPA. Thì hai cái này để làm cái gì? Đó. Thứ nhất là anh em sẽ vặn lò xo, không có cần phải để cái tuôn vô. Nếu mà anh em không có cái xài cái này mà xài cái vòng của zin thì anh em muốn vặn cái lò xo thì anh em phải đút cái cây vô, anh em vặn từ từ đó. Còn cái này là HPA, cái này nó cũng áp dụng là từ mô tô xuống anh em đó, thì đó, làm cho xe nhỏ thì cái này nó sẽ nè anh em thấy không, đó có hai đây, vặn qua đây thì hả, vặn gì ta, đó một bên là dặn lò xo xuống, một bên là nới lò xo lên. Thì á đây thí dụ như mình bây giờ đây anh em thấy không, cái viền nó đang mỏng đây là nó chưa có ép gì hết nha, bây giờ mình dặn lên thì anh em thấy không, dặn cái này lên nhưng mà cái viền lò xo, cái này nó lại đang ép cái lò xo xuống. Thì cái này là để làm gì, để tăng chỉnh cái độ nặng nhẹ cho anh em khi mà anh em không có muốn mà phức tạp phải đút tuôn vô rồi mở ra rồi này cái nọ đó, đơn giản chỉ cần ngồi dặn vậy tới khi nào, tới cái khi nào mà mình thấy ở cái điểm đó thích hợp với mình thì là xong đó. Thì cái giá của một cặp này là nó khoảng 5 triệu nha anh em đó. Thì nó có hai màu, màu bạc với màu đen, thì xe này thì mình thấy đây đen rồi đen thì đây mình thấy màu đen nó hợp lý hơn thì mình gắn màu đen luôn. Còn nhiều anh em thắc mắc cái tem này thì cái tem này là tem Olin của TTX đó, của các dòng phục TTS, thì mình thích thì mình mua mình dán thôi đó, dán lên cho nó lạ chứ không có gì đâu anh em đó, đơn giản chỉ là vậy thôi. Rồi mình cũng đã dán keo bình dầu lại xong luôn rồi đó. Đây thì bây giờ ví dụ mình nãy mình lỡ chỉnh bậy xuống đúng không, thì bây giờ mình dặn lên lại, mình dặn cho cái lò xo nó nhả lên lại đó. Rồi khi nào mà giao xe về xuống cho ảnh mình sẽ hướng dẫn ảnh, rồi lúc đó ảnh muốn chỉnh nặng nhẹ gì đó thì là tùy vô ảnh đó. Đây mình cũng xả lại luôn, sorry anh em nha, phục mới gắn nên là còn chỉnh tùm lum hết đó. Trong đây thì lọc gió thì như mình cũng đã mới nói rồi đó. Rồi ok, qua bên đây à, trên đây bảng Zinbad dành cho SH350 mà cái mẫu này là mẫu giống như của Ý, thì hãng Zinbad đó, nó làm cái mẫu y chang cái mẫu của cảng Ý luôn anh em. Thì gắn vô thì anh em thấy xe nó sẽ nhìn nó quạo cứng xe hơn, và đặc biệt nó bằng nhôm, thì như mình những cái clip trước mình phân tích á, bằng nhôm dễ dắt xe hơn anh em, kéo nè anh em biết không, nhiều khi anh em cầm đây anh em nhích xe nó không nghe tiếng cọt kẹt của nhựa, khó chịu cái gì không, cái kia nhìn nó mỏng yếu đuối quá, mà với lại ở đây nè nó túp cái đuôi lại ở đây nhìn nó quải, mà trong khi dân Việt Nam mình á thì thích là đầu xuôi đuôi lọt chứ không thay thích đầu bự đích teo hết đó. Nên là cái cản này bữa giờ mình bán cũng được 50 mấy cái anh em đó. Thật sự là một cái món hàng nên cần update ở trên chiếc xe 350 đó. Dù là xe anh em muốn để zin hay độ gì cũng vậy, thứ nhất là thẩm mỹ, thứ hai là nó dắt xe nó ngon nữa đó. Dắt xe ngon cũng là một cái yếu tố mà để mình yêu chiếc xe của mình nha anh em. Rồi tiếp theo thì bên đây phục bên kia thì phục bên đây thì không có gì để nói rồi đó. Beaufort 2
11. Thì bữa giờ chưa có cái clip nào review mình gắn cái bô Forest 211 này hết. Thì 2010, 211 là chung anh em, tại vì năm đó thì bán năm nào thì gọi phục gọi bô của năm đó thôi. Đó, còn đúng của nó là gọi là 2010. Thì anh em thấy đây có cái lằn carbon nè. Đây có ba cái chấm EV. Đó, nó là phân biệt giữa cây 2010 và cây 2009. Cây 2009 nó cũng y chang vậy, cũng có lằn carbon, nhưng mà trên cái lằn carbon đó nó không có ba cái EV này. Rồi chỉ vậy thôi. Đó. Thì cái tiếng thì mình sẽ nổ cho anh em nghe liền. Cổ bass titan lên màu sẵn thì anh em cũng đã thấy rồi. Đó. Nắp nhớt Valet Muto bên mình cũng quảng cáo bữa giờ 800.000, nhưng mà vừa đẹp mà vừa an toàn cho chiếc xe, sẽ không có ai mà phá cái nắp nhớt của bạn bậy bạ được hết. Rồi heo sao billet. Heo sao billet 2 bit đối xứng, cũng là dây heo. Dây heo bấm đầu ơ. Đó, rồi đĩa Brakin S3 size 240 gắn đằng sau, đúng size zin luôn và 4 lỗ ốc zin luôn. Đó, không có chế cháo gì hết ở những cái chi tiết như thế này. Rồi toàn bộ thì đó, anh em cũng thấy đằng trước sử dụng ốc titan vàng thì đằng sau cũng sử dụng ốc titan vàng luôn. Rồi, xe vậy là hết chiếc xe rồi. Thì tổng tiền đồ chơi của chiếc xe này thì nó đang rơi vào khoảng là 120 triệu đó anh em. Đó, rồi nếu mà anh em nào có, mình cũng quên, mình cũng phải cảm ơn anh Tùng ở Phú Quốc một lần nữa, vì ảnh đã tin tưởng hoàn toàn và tuyệt đối giao xe, vừa mua xe bên mình, vừa gắn đồ chơi hết toàn bộ cho bên mình, rồi xong mới gửi nguyên chiếc về Phú Quốc, mà trong khi tiền thì ảnh đã đưa chuyển khoản đủ cho bên mình luôn. Đó, chuyển đầy đủ luôn anh em. Tới giờ ảnh cũng chưa thấy, ảnh cũng chưa thấy chiếc xe của ảnh nữa, toàn bộ là do hình mình chụp qua thôi. Đó, còn lúc mà ảnh mua xe thì thật sự là ảnh quá dễ thương, anh chỉ hỏi là xe có không, rồi giá bao nhiêu, rồi có lấy biển số giùm được hay không, rồi có gửi xe về ở Phú Quốc cho ảnh được không, chỉ anh chỉ hỏi vậy thôi là ảnh chốt xe rồi. Đó, thì đôi khi gặp những cái vị khách như vậy thì mình cũng có rất là niềm tin vào cuộc sống, cuộc đời bán xe của mình đó anh em ạ. Cuộc đời bán xe và độ xe của mình đó, thì em rất là cảm ơn anh đó, vì đối với em đó là một cái sự tin tưởng mà khó, ít khi nào mà có thể gặp được đó. Giữa hai người xa lạ, anh không quen gì em, cũng không có ai giới thiệu anh cho em, cũng không giới ai giới thiệu là em với anh hết đó, nhưng mà chỉ đơn giản là anh xem clip của bên em thôi, rồi anh vừa mua xe vừa mua full đồ chơi luôn, 300 mấy chục triệu anh chuyển ngọt xớt đó. Đó, thì cảm ơn anh đó, cảm ơn anh là anh đã tin tưởng bên em. Rồi, ok, nếu mà anh em có nhu cầu mà độ xe hay là mua xe gì đó, bên mình đều có thể đáp ứng được cho anh em hết, miễn là anh em chỉ cần anh em có nhu cầu cứ gọi thẳng cho mình, thì mình sẽ tư vấn báo giá và lên cái list cụ thể dành cho anh em đó. Rồi ok, tiếc quá không có được đi Phú Quốc quay chiếc xe này, chứ không là đảm bảo cái clip này sẽ rất là đẹp. Rồi sorry anh em, nãy giờ mình lo tán dốc quá, mình quên mất cái phần là giới thiệu tiếng bô cho anh em nghe đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ đây, tiếng bô Forest 2010 trầm ấm uy lực và nó không có bị tẹt tẹt như 2009. Không phải là vấn đề là hàng hot, hàng hiếm gì đâu anh em. Đó, này mình làm nghề mình cũng nói thiệt với anh em là vậy. Đó, còn bô 2010 thì mình thấy là nó dễ tiếp cận với anh em nhất, giá cả cũng dễ chơi nữa. Đó, tiếng thì nó là hay, tiếng hay và nó không có bị tẹt tẹt, hơi nghẹt mũi như cái thằng 2009. Nhưng mà nó cũng không có, nó nếu mà gọi là hay nhất á, thì là ấm nhất á, thì là 2008. Đó, nhưng mà 2010 thì nó trung hòa được giữa bass và chép luôn. Đó, thì nếu mà anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên mình, hàng lúc nào cũng có sẵn nha anh em. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp anh em vào cái clip tiếp theo. À quên nữa, thêm một cái nữa, mình nói thiệt với anh em chứ dạo này
anh em ủng hộ nhiều quá, đầu óc hay quên đó, quên tới quên lui. Kênh của mình á anh em, mình sắp được 10.000 subscribe rồi, 10.000 lượt đăng ký, sắp được nha, sắp được thôi nha, chứ chưa được nha. Đó, bây giờ là đã 8.000 mấy rồi anh em. Thì anh em nào mà yêu thích cái kênh của mình á thì anh em nhớ bấm đăng ký giùm cho mình nha. Đó, thì cái đó là một cái động lực của giữa mình là cái người làm nghề, cái người quay YouTube và cái em trai cameraman, và cũng như là hay đi theo mình vừa quay phim vừa chỉnh clip cho mình nữa. Đó, đó là cái động lực của hai anh em. Nó nên là anh em nào mà thấy thích bên mình thì cứ bấm subscribe cho bên mình. Rồi với lại một cái nữa, mình cũng biết là nhiều anh em hay là cô chú lớn tuổi cũng coi kênh của mình rất là nhiều. Thì cảm ơn anh chị em và cô chú đã ủng hộ. Nhưng mà biết nhiều khi anh chị em và cô chú coi YouTube không có tài khoản đó, cứ mở lên là coi thôi. Nên là nếu mà cô chú mà thấy thích con thì cô chú nói với lại con cháu của cô chú là đăng ký một cái tài khoản, xong rồi bấm đăng ký cho con nha cô chú. Rồi con cảm ơn cô chú rất nhiều.